hướng dẫn khắc phục tình trạng lỗi không hiện mã QR code khi mua gói dịch vụ FPT Play. Bước 1, từ màn hình chính chọn mục cài đặt. Chọn ứng dụng. Chọn xem tất cả ứng dụng. Di chuyển phím điều hướng xuống dưới. Chọn hiển thị ứng dụng hệ thống. Tiếp tục di chuyển phím điều hướng xuống dưới. Tìm đến ứng dụng Android System WebView. Chọn gỡ cài đặt bản cập nhật. Bước 2, thoát về màn hình chính chọn mục ứng dụng. Chọn ứng dụng Google Play Store. Nếu thiết bị của bạn chưa đăng nhập tài khoản Google, vui lòng đăng nhập tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng. Bước 3, chọn vào biểu tượng cá nhân góc trên bên phải màn hình. Chọn cài đặt. Chọn tự động cập nhật ứng dụng. Sau đó tích vào ô không tự động cập nhật ứng dụng. Như vậy là bạn đã khắc phục được tình trạng lỗi thành công. Vui lòng thực hiện mua gói để tiếp tục xem nội dung của FPT Play. Mọi thông tin thắc mắc bạn vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900 6600. Xin cảm ơn.